Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chimudo Studio. Thì ở trong cái video clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua, chúng ta sẽ cùng thử nghiệm một vài các cái latch modifier. Tuy nhiên thì mình sẽ không sử dụng nó để minh họa ở trên gọi là gương mặt của người mẫu, mà chúng ta sẽ sử dụng thay đổi các cái latch modifier này để tạo ra các cái hiệu ứng rất là đẹp ở background, giúp chúng ta tạo ra chiều sâu cũng như là ấn tượng cho cái khung hình. Và tham dự với video clip lần này của chúng ta thì mình xin giới thiệu, đây là bạn Duy đến từ câu lạc bộ MC và thời trang của Đại học Ngoại thương. Và đây là bạn Lãm, sẽ là photographer chính phụ trách cái session chụp của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thì trong cái video clip này thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ test qua ba cái light modifier. Đầu tiên là cái light modifier rất là đơn giản, đấy chính là cái chóa. Cái chóa này thì các bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ một cái tiệm bán đồ nhiếp ảnh nào, đúng không? Với nó rất là basic và thường là nó sẽ được đi kèm bên cạnh các cái đèn studio của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ thử xem là hiệu ứng khi mà chúng ta sử dụng cái chóa này nhưng chúng ta lắp kèm thêm các cái tấm người ta gọi là grid, để chúng ta xem là khi mà có grid vào thì cái chùm sáng này nó đánh giảm background, nó sẽ tạo được background trông như thế nào. Một loại thứ ba nữa là chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta gắn thêm vào cái chóa của chúng ta cái này ở trong cái studio của người ta gọi là ban đo, thì nó cũng có một cái grid đằng trước, nhưng mà cái ban đo này nó khác so với cả cái chóa là chúng ta có thể khép các cái cánh này vào, đúng không, để chúng ta điều chỉnh độ rộng của nguồn sáng. Và cái hiệu ứng cuối cùng mà mình muốn tạo ra thì đấy là chúng ta sẽ sử dụng một cái chùm sáng tương đối nhỏ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ sử dụng cái chùm sáng tương đối nhỏ này nhưng mà chúng ta sẽ đánh qua một cái thiết bị người ta gọi là cái gobo. Thì cái gobo này trông như thế nào thì tí nữa mình sẽ giới thiệu với mọi người. Và cái hiệu ứng mà tạo ra bởi cái gobo này thì trông nó rất là sáng tạo, và nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được những bức hình mà có mang yếu tố nghệ thuật rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng đi vào cái light modifier đầu tiên, đó là chúng ta sẽ cùng test cái hiệu ứng ánh sáng tạo ra ở background khi mà chúng ta sử dụng cái chóa. Nào chúng ta có bắt đầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ thay vào đây là cái light modifier đầu tiên là cái chóa. Ok. Chúng ta vừa mới đi xong cái hiệu ứng mà background tạo bởi cái chóa, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử xem là khi mà chúng ta lắp một cái grid, là một cái lưới honeycomb grid như này, và chúng ta gắn vào cái chóa này. Ta nhìn, chúng ta gắn cái grid vào cái chóa như này, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem là cái hiệu ứng mà mang lại do cái chóa cộng với cả cái grid này ở trên background là như thế nào. Chúng ta sẽ thêm cái grid này vào. Chúng ta vừa mới đi qua cái hiệu ứng do cái chóa cộng với cả cái grid mang lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là chúng ta sẽ bỏ cái grid này ra và chúng ta sẽ sử dụng một cái light modifier rất là phổ biến ở trong studio, đấy chính là ban đo. Thì ban đo này thì như mình đã giới thiệu ban nãy, đúng không, thì chúng ta thấy là rằng nó cũng có một cái grid, tuy nhiên thì nó sẽ có bốn cái cánh để giúp chúng ta có thể là điều chỉnh cái độ rộng của cái nguồn sáng. Và tùy vào cái độ rộng của nguồn sáng cũng như là hình dạng của các cái ban đo, của các cái cánh này khi mà chúng ta khép, thì chúng ta sẽ cùng test thử xem là hiệu ứng của nó trên background nó sẽ như thế nào, xem là nó khác biệt như thế nào. Và chúng ta lưu ý rằng là cái ban đo này được chúng ta có thể mở các cái cánh này, mở ra mở vào, đúng không, và chúng ta tùy vào chúng ta muốn tạo ra các chùm sáng hẹp bao nhiêu thì chúng ta khép nó vào tương ứng.
Sau khi mà chúng ta đã đi qua cái việc là sử dụng cái tấm ban đo này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái việc là chúng ta sẽ sử dụng một cái nguồn sáng tương đối nhỏ, ví dụ như là mình sử dụng ở đây là cái snoot này, và mình sẽ sử dụng nó với cả một cái gobo. Thì đây là một cái người ta gọi là tạm gọi là gobo. Thì đây là một cái mà tôi thấy là đây là một cái miếng bìa thôi, và mình đã cắt nó thành rất là nhiều những cái dọc sọc ngang sọc dọc khác nhau. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là chúng ta sẽ sử dụng cái này ở trong cái video clip, và chúng ta sẽ đánh cái ánh sáng này qua cái gobo này để tạo nên những cái vệt vệt sáng ở background, giúp cái khung hình của chúng ta trở nên là có độ sâu, và cũng như là nó tạo ra cái cảm giác tương đối là giống như là kiểu ánh sáng cửa sổ ấy, và nó hắt lên trên background. Nào chúng ta cùng thử nhé. Và chúng ta sẽ cùng cho cái snoot này vào. Và thay vì là chúng ta dùng một cái snoot không thì chúng ta sẽ đánh qua một cái gobo, đúng không? Và chúng ta sẽ để cái gobo nó ở khoảng, chúng ta sẽ lùi cái đèn xuống đây ra đằng sau một chút, và chúng ta sẽ đánh gobo ở vị trí khoảng như thế này. Và để kẹp nó thì mình sẽ sử dụng một số cái hệ thống chân kẹp. Như vậy là chúng ta đã vừa đi qua cái việc là chúng ta đã sử dụng ba cái light modifier để chúng ta có thể tạo nên những cái hiệu ứng khác nhau ở background. Thì tùy vào cái mục đích cũng như là cái mood hay là cái cảm xúc mà chúng ta muốn tạo ra trong bức ảnh mà chúng ta có thể sử dụng các cái light modifier này sáng tạo một cách khác nhau. Và tất nhiên là mình luôn lưu ý mọi người rằng là gobo này chẳng hạn là một cái phải loại, là một cái tấm vật liệu mà chúng ta có thể cắt rất là nhiều những cái hình dạng khác nhau. Chúng ta có thể cắt hình vuông, hình tam giác, hình thanh, hình que, rất nhiều hình dạng khác nhau. Và khi đó mà khi chúng ta đánh ánh sáng qua cái gobo này thì cái hiệu ứng ánh sáng ở lên trên background của chúng ta nó sẽ rất là đẹp. Như vậy là trong video clip này thì mình hy vọng rằng là chúng ta đã có được rất là nhiều các kiến thức để có thể sử dụng sáng tạo các cái light modifier, đặc biệt là cái gobo, để chúng ta có thể tạo nên những bức hình ấn tượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau của Chimudo Studio. Xin chào.